Hello, mình xin chào các bạn nha. Đây là hình ảnh hai con chim chào mào lai chim bông lau nè. Này là chim con các bố mẹ nó bị chuột ăn hết rồi. Còn có bốn em mà nó còn có ba em à. Nó bắt cặp nó sinh sản mà nó đẻ được 4 lần rồi. Đi 5 lần rồi mà nó không có cò bạn. Nó cái con này nó hay nó đánh lộn với nó đánh lộn với con chà thang bên kia kìa, chà thang kia bên kia nó đâu đâu vừa bạn, nó mổ mổ rụng lông đít luôn. Đẻ thấy mê đâu mà, nói chung chơi chim chào mào mình nuôi. Mấy bên đây nè, cái lồng mấy bên đây của mình nè, nó cũng đẻ rồi nè. Nói chung nó không có tới yêu cầu nó thay lông rồi mình cho nó ăn là nó đẻ. Ăn thức ăn không mà nó cũng đẻ đó bạn, ăn thức ăn với chuối trái cây vậy đó mà nó đẻ ha. Rồi nó ấp xong rồi mình cứ mình bỏ sâu vô là nó đút cho con nó ha. Nó dễ lắm. Nói chung mấy bạn nào mà nuôi muốn nuôi dễ mà sinh sản dễ mình nuôi chào mào ha. Nó nhát. Nói chung cho nó ăn thì nó dạng nó. Mấy bạn nào mà muốn nuôi thấy dễ lắm, không biết mấy bạn nuôi sao chứ mình thấy nuôi mấy cặp nào lúc cặp bố mẹ nó vậy đó, nó đẻ liên tục luôn bạn. Nó đẻ nó chết, nó bị chuột cắn chết trong ổ luôn, có trứng luôn, uổng ghê luôn. Giờ còn có ba em thôi, bốn em mà nó lúc mình bỏ chung nhốt chung này nè, rồi cái tới mùa cái bắt đầu nó tới tuổi các bạn, 6 tháng mấy 7 tháng cái bắt đầu nó bắt cặp nó đánh nhau tiêu hết một em. Giờ còn có ba em thôi. Đây nó đây nè, mình để mà coi con này mai mốt mình thả vô trong này cũng 5 6 con chào mào luôn cho nó ghép nó bắt cặp. Không nó bắt cặp thì mình tách ra. Kệ nuôi chào mào nó hót cũng hay bạn, nó hót giọng chào mào rồi giọng có tiếng chim bông lau nó không hót luôn à. Chiều chiều nó hay hót đấu với mấy con chim gì ta, chim quạch quạch đẻ 4 5 lứa rồi mà con trống nó đạp nó thấy nó cũng bo nó ấy mà sao nó không đạp hiểu nữa ha, nó bị bóng không biết. Bố mẹ nó cũng dễ đẻ, ăn mình cho ăn nhiều khi mình cho ăn mình có những lúc mình không có cho thức mồi tươi đó. Tới giờ mình phát hiện ra là nó đã đút 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 thức ăn cho con đó, nó quảng mình mới mua sâu rồi mình bỏ vô nó dễ vậy đó. Hai cái tách trắng mà giống như chào mào má trắng vậy đó, mà trên cái mí nó có chút đỏ thôi. Con này cái con kia kìa bạn, con này không thấy nó có đỏ đỏ ít thôi, ít cộng ở trên dưới mí ấy thôi, còn cái nó má trắng luôn. Đâu ta, nè 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 đây cho các bạn xem con này nè, nó dưới mí mắt nó có mấy cọng lông đỏ rồi. Lai cha chào màu mẹ bông lau, nó ra con là chào màu lau. Chào màu lau, con này chắc con trống, bình thường nó cũng sung quá bạn, nó hót à.
để mình thả nó ghép trong cho con này thử nó ấy cho nó quen á, nó quen nó thấy bên đây nó quen là mình thả qua được cho nó khỏi bị đánh. Chung mình có làm dấu chân mà. Đàn mào của mình ở đây nè, 6 con, 6 con này nó cũng muốn già trơn mà. Lâu lâu có chào mào người ta sổng á, nó bay ra đây nè. Đây còn một em này trên cái lưng nó có cọng lông trắng tươi đâu rồi, nó nè nó ha, cọng lông trắng trên cái lưng các bạn, có cọng à, nó rụng rồi cái nó ra lông mới rồi. Đợt rồi nó cũng đẻ thấy mê luôn, đẻ cũng 5 6 lứa rồi cái bắt đầu nó không có cò, cái nó bỏ cái nó đẻ tiếp vậy đó, rồi cái nó thay lông cái nó ngưng. Giờ nó đang nó đẻ được cũng được 1 trứng rồi, bà nó gấp nó bỏ bạn, là mình giục rác rồi vô nè cho nó tha ổ, tha rác nó làm tổ nó đẻ. Nói chung mình thấy mình nuôi chào màu là nó dễ đẻ lắm, nó đẻ trước Tết rồi, đẻ không đài rồi. Cái cặp chào màu lai của mình ở đây là nó đẻ được hơn tháng rồi bạn, chứ nó ấp 10 mấy ngày không mấy cái nó gấp nó bỏ, con trống tuyệt tình không đạp, nó cũng bắt cặp ngủ chung vậy. Chiều chiều của mình con gái mấy cái lồng chim vú em của mình đây nó già hết rồi bà ơi. À, mấy có con này con tơ nè. À, con này là cái con mái nè, con này là con trống nè, mà nó đẻ nó không có ra cái màu ấy mà nó ra màu trắng giống cha nữa nè. Này là chim tơ nó chưa có đẻ đây, mấy con này nó cũng già hết trơn rồi, con này con mái nó cũng già rồi. Giờ còn con trống tơ, con trống già nó cũng đi rồi, đi trước rồi. Con này là cu mình để mình nuôi mình làm vú em bạn, cho nó ghép với cu kia, cu Thái các bạn, nặng mình muốn cho nó sinh sản nhiều á, mình phải nuôi cu thêm cu này nặng mình nó đẻ xong cái mình lấy cho cái cu này nó ấp ha. Mình nuôi thêm cu này, nói chung nuôi vậy thì nói chung con cu sinh sản nó hơi mất sức các bạn, nó đẻ liên tục luôn, chim mất sức. Giờ mình nuôi để dành đó, lâu lâu có gì cần thì mình ấy, còn không ấy thôi, chứ mình để cho nó sinh sản tự nhiên mình dưỡng chim đúng không ạ, mình không có dùng cu vú em nữa. Thôi, mình xin chào các bạn ha. Mình xin tạm kết thúc video đây ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.